làm tên này. Đâu biết cho được. Đây đào á. Đào phai là chỉ tên nào được biết chỉ được. Hỏi biết chỉ được. Mỗi cây một giá. Đây là to thì to tiền, đây là bé thì bé tiền. Cái này bao tiền? Đi. Anh không bán à? Bao nhiêu tiền? Có 100 trở lại. Tí nữa. Dần dần thôi. Bà vâng. Bà hôm nay vẫn còn rồi. Bà hôm nay bán nhiều rau. Tí nữa, Phương ơi mua rau không? Mua hồ cái gì để chụp ảnh cho bà quê ở đâu? Bà quê ở dưới Yên Hòa. Yên Hòa là Yên Hòa thì Đan Bái. À, dưới Đan Bái. Đan Bái, Hiệp Hòa, Văn Giang. Lấy hộp bà thì để mua để quay cho nó xuống. Khải Bắc thì mới. Khải Bắc bà bán 5.000. Nhưng mà bây giờ thu phí được cơ. Thế cái đá đấy, sao bà lại ra đây lấy? Không phải lo. Thì đâu bà bán hết hàng mà đi về mất. Bao giờ đã về? Thì đi quay, quay, quay ra. Nhá. Mua đá đây sau quanh ra chỉ được lấy thôi. Cho đến bên, 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 bên. Được. À. Ok luôn. Chưa phải cái này, cả cái này, cả cái này thì như là đúng là người cần phục của người nông dân. À. Nhá. Ừ, tí nữa cháu ra là rất phát ra đây cho bà. Ừ. Một cân trả giá. Ở đây lấy bán. Bán mà để cháu thử táo xem có ngọt không đã. Nó không ngọt đấy. Đây này. Quả là quả chín ngọt. Bà, bao nhiêu tiền ở cô? 15. 15.000 cân. Giống táo gì mà không ăn, không như cái táo kia. Táo kia nó cũng hơn một người, trái. Ngâm đường nó hỏng hết. Cầm bơm ra, nó không hỏng hết thì chỉ được 2-3 ngày thôi, 2 ngày thôi. Nó đang thay đắng. Nhưng mà cái táo này nó nhạt. Nó không ngon à? Không may phải. Cầm đứa lúc ấy nó mua dòng không đều. Đi. Ngon thì đó lấy. Chào cô nhá. Chợ Tết đây, chợ hôm nay là 29 Tết. Cô bán nhiều bông cải lắm đấy. Hoa hồng mấy hả cô? Hoa hồng đắt thế. 7.000 một bông hả chị ơi? Hoa hồng 7.000, 4.000 một bông hoa hồng. 4.000 hoa hồng. 4.000 một bông hoa hồng. 7.000. À, 7.000. 7.000 bông hoa hồng. Hoa cúc này. Cúc 7.000 đắt. Đây là hoa gì đây? Hoa cúc. Hoa cúc, đây hoa cúc này cúc. Đại đây cúc cành. Vâng, 7.000 một bông hoa hồng, hoa cúc cây rẻ hơn. Tí nữa đi. Tí nữa. Đi chợ gió. Chợ gió này đông người phết nhỉ. Đông chết. Đây là nhiệm này 20 ạ. Xoài xoay xoay này là xoài ấy. Xanh giống như cây mình trồng. Đây hôm qua là 25 đấy. Hôm nay giảm giá nó rẻ hơn tí mà rẻ. Một quả 1 cân rồi nhỉ. Quả nhiều quả kém chứ. Cái này quả to này được cân không? Quả đây hơn cân ạ. Quê lên. Quả xoài to rồi.
Ở đây là 1 cân, 1 cân, 1 cân mốt. Kinh nhỉ. Không biết đây nhà mình trồng có được quả to này. To còn to hơn. Nhà mình trồng rồi. Nhưng mà mình không không năng suất thôi. Đây được vài quả thôi. Đâu, nó không to. Khả năng phải phun thuốc kỹ thuật đi nhở. Không, à, thôi phải có. Phun thuốc đầu hoa nó mới đầu trái. Anh bán đặt hàng nhá. Vâng, cảm ơn anh nhá. Còn một tiếng nữa là phải bán hết. Vâng. Rồi ra ủng hộ nhá Bạch Cân nhá. Vâng. Đây bà này bán thức ăn thức uống. Rất là hiệu quả luôn. Đây là xúc xích. Xúc xích. Đây là xoài lắc. Đây là xoài, đây là xoài lắc. Ủng hộ có một vâng. Để em vào quanh chợ anh xem chợ chó cái đã. Tí nữa em ra. Dần dần thôi. Chợ Tết lắm đồ quá. Anh đi nhập báo. Gà nha. Chúc chị bán đặt hàng nhá. Giờ không có tỏi tỏi một nhân à? Một nhân bây giờ bao nhiêu tiền một cân anh? 90 100.000 cân nhỉ. Tỏi không phải tỏi tàu cơ, em thì thẳng làm tỏi em thì làm thì thẳng làm tỏi đen. Lý Sơn bao nhiêu tiền cân? 700 vừa. Thế là tỏi tàu à? Tỏi tàu nó không ấy thuốc là được. Mua em hay làm tỏi đen lắm, mỗi lần mua 5 cân cơ một. Em hay làm tỏi đen lắm. Cái này là mua nồi nấu. Nhật ơi. Nhật ăn xúc xích không? Rào đấy. Vương ơi, mua con dao về để băm thịt đi. Mua cho con mua con dao về băm thịt đi. Mua này nói Việt Nam. Mua ngày mai mua con dao Nhật. Nó trắng sáng. Bao nhiêu tiền con dao đây? 60.000 thôi. 60.000, rẻ thế nhỉ? Nhìn cứ quen quen, cô bán hoa này nhìn cứ quen quen. Nhìn quen lắm. Đây hôm nay chợ gió ngày 29 Tết đây. Lắm hàng quá nhỉ. Đấy chở gió đấy, hoa quả ban ngàn. Ngày 29 Tết rất nhiều người dân đi sắm Tết, sắm đồ, sắm hàng. Đây cháu đây hay hôm nay là ngày 29 Tết, chợ gió bán rất nhiều hoa. Hoa dơn 8.000. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đùng chứ. Béo quá, cưới quà béo quá. Cưới béo quá. Cưới nó phải to để có bưởi nó vừa. Nếu sang năm phải chăm to và người ta mua bà. Táo này bao nhiêu tiền một cân đấy em? 30.000 à? Ăn không ngọt không? Là bán đủ. Có tỏi cô đơn không cháu? Tỏi cô đơn mà. Đây không phải tỏi cô đơn. Đây là tỏi nhiều nhánh. Tỏi một nhánh thôi, một nhánh to. Không có ạ. Tỏi cô đơn để làm tỏi đen ấy. Không phải. Nhật ơi, Nhật đi mua đi. Đi lấy tiền con. Quay tớ cái mà. Chào anh nhá. Mấy mình làm này em ơi. Hả? Ai? Đây chỗ nào đẹp đấy. Bạn đang sắp cho mẹ không làm cái hàng thịt cái xem có cái đấy đây. Giờ cho đông chưa, cho đông đông. Thịt nào mà không nuôi ấy mua lấy ít về ăn. Thịt nào mà rửa sạch liên tục ấy. Thế thì mua đi mua về sao ấy, nhưng mà thế thì mua giò còn nhanh hơn đúng không? Đúng rồi. Thịt ngày Tết, 29 Tết, vâng, thịt lợn bao nhiêu? 150 một cân. 150 một cân. 150 một cân thịt ngày Tết này. Giá là 39.000 đồng. Lớn hơn vàng vạt. Táo mấy hả em? Táo mấy một cân? 30 em? Trong khi 20 bây giờ bán rồi 30. Ngọt đâu? Nhưng mà đắt nhỉ, 30 là hơi đắt. Tại vì ở kia nó bán là 20 với 25. Đâu có 20 là mấy cân đây? Không bán được á? Em bán hơi chặt. Em
mở hàng thì đi bán mới chạy được. Cô bán hàng táo đây. Cái này trắng ra này xong rồi tô màu vào nó đẹp. Ừ, đây tô luôn có không? Có tô không? Tô lâu lắm. Tô không? Đó. 80.000. 50.000. 30.000. 30.000. 30.000 thì để cho nó tô. Bớt 14.000 đấy, em lấy 40.000 đấy. 30.000. Đâu, tôi mong về 30.000 nhá. 20.000 tôi luôn. Không, giảm giá, giảm giá cho còn anh tôi luôn. Không, anh tôi ăn đấy. Có biết tô không con? Thôi, cái này thì giảm giá thì tôi 20.000 đấy cho nó thôi. 20.000 đấy cho tô. Đấy, em mất anh 40.000 rồi đấy. 20.000 thôi. 20.000 cũng bán được. Bán lên lỗ vốn anh. Bán lên chặt đi. Tết nhất bán nó phải vừa bán vừa mừng tuổi. Thôi. Hả? Thôi, nhớ đây. Nó biết tô đâu. Nó không biết tô màu. Đi đây. Đấy, bút đây. Nó không biết tô đâu. Thôi. Nhìn nhá. Chốt đấy. Đấy, cái gì? Đã 40.000 rồi chị ơi. 30.000. Nghĩa lỗ vốn. Chả được nhìn nào luôn. Có mỗi 30.000 đi chợ. À, có mỗi 30.000 đi chợ đây. Có tô được không? Tô được không? Hả? À, cô bán... Cô bán hàng có được không? Bán được không em? Được thì bố cho tô, bố tô có mỗi 30.000 đây. Nhật trả tiền nhá. Nhá. Bố không có tiền. Lần trước tô một con xấu mua. Bên này, cái bao điểm bên này đã quay. Nhá, Nhật thì trả tiền. Nhật tô vào là Nhật trả tiền. Nhật tô vào trả tiền cho bố nhá. Tô cái màu này nó không đẹp được. Thôi con ạ, à, để lúc khác. Lúc khác bố cho tô. Đây. Tại vì nó tô xấu. Đi thôi, đi ăn quà vậy. Để cô bán hàng. Để cô bán hàng. Đây, chào cô. Chào đây. Chào cô. Chỗ anh, kênh của anh 14.000 người đăng ký đấy. Nên là em lên cái là nổi tiếng ngay, em phải bỏ hộ trang ra. Đâu, anh đâu thì nổi tiếng ngay. Anh em phải bỏ hộ trang ra chứ em này, ai trái nhận ra em ạ. Vì hộ trang. Anh yeah. Chị bên này nổi tiếng cái em thôi, em phải bịt khẩu trang ai nhận ra nữa. Hả? Bán cho anh thì có... Vừa bảo 20 giờ đã 30. 20 em bảo 20 giờ. Đúng vốn đi anh chủ. Em còn không một giờ nào đây, ngồi ngồi đây tô. Tí nữa quay lại anh. Rồi quay lại, rồi lấy đầu tô luôn đi. Đi đang đi giả lọ. Đấy, bà bán hoa này. Đói quá chắc bán từ hôm qua. Nhưng hôm nay đói quá phải ăn tạm. Mấy cháu học lớp mấy rồi mà đi bán hoa này. Cháu bà giỏi nhỉ. Được. Được đi bán hoa này để kiếm thêm giúp đỡ bố mẹ. Nhìn thì biết. Ông ôn nở. Nhưng mà nở hết rồi Phương ơi. Nở nó cánh nó nở hết rồi. Những cái cánh chụp chụp kia thì may tạm được. Không anh ạ. Thế bên trong nó chưa tỏ ấy. Thì nó khoảng tầm độ mùa 1 là nó lỡ. Đúng rồi đấy. Nhà đi bán cho hết. Đấy bà chụp cái gì? Đây đây. À? Nó nở tuyệt tuyệt. 7.000 thôi. 7.000 thôi. Tấm thân này còn to được nhưng mà hoa không được. Yeah.
to nhỉ, đẹp. Cá này cá ấy à? Nó to lắm. Thế sao bán được đằng này bán ra bán đằng kia nó đông người, chị bán đằng này nó ít người quá. Rau rổ riêng kênh của chú là nó có tầm độ 50.000 người đăng ký, nên là cháu phải bỏ ra một khẩu trang ra cái nổi tiếng ngay, cho nổi tiếng ngay, nhiều người biết tên dưới giới thiệu tên gì ở đâu nổi tiếng ngay. Thịt bò đây Phương ơi, thịt bò đây hả? Bao nhiêu tiền một cân hả Phương? 170 à? Em về nấu sắp ăn. Nhưng mà bò là cái này 170 cân thịt bò à? Sao ở chỗ mình là đắt hơn nhỉ? Tươi. Hả? Cứ chọn thân nào coi chị ạ. Bò này là bò thanh niên nên là ninh vừa vừa thôi. Bò mấy đấy? 170 đây đây một. Chịu khó thế là được. Tưởng là chị bọn này chỉ ăn chơi nhưng mà biết là kiếm tiền là được. Toàn là bỏ khẩu trang ra quay xinh gái. Kênh của chồng chưa để lên cái là nổi tiếng ngay. Anh ơi, em à,
Anh không xách được. Nãy có cái đứa nó xách đi hộ thì nó lại đi trước rồi. Thôi tí nữa anh quay lại nhá. Ai ở mấy thằng này ăn quả vặt nhá. Học sinh trường nào đây? Giới thiệu thôi nào. Chết rồi. À chú à. Thôi ông bán. Ông cứ bán đi. Vâng. Chú đeo khẩu trang cháu. Ông bán hàng đi. Quay camera. Dạ. Cháu đi quay chợ Tết. Chú bán hàng nhá. 15.000. Quay con bán. Bà cứ ra đi. Em ở trường nào nhá. Dần thôi, xe ô tô à. Đi về con đi. Đi về đi con. Đi về. Mua bắp cải không? Rồi về chợ nhà đây. Bán hàng super chứ. Ôi rồi bán hàng nào mà